Rồi thì đã xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh nha mọi người. Chiều nay đã có ít món đồ lặt vặt nè mọi người lên nha mọi người nha. Thì làm không kịp mọi người ơi, soạn ra được nhiêu lên nhiêu nha. Thì đây đã có cây cần tum lớn nè mọi người. Rồi cục máy T200 Mitsubishi ha. Rồi cây cần tum lớn này bữa chú nào hỏi nè. Cần này cần xây luôn nha mọi người. Đó. Chú kiếm cần xây thì coi ai cần chốt được thì chốt nha. Đó. Thì cái này ta lái này kia còn đầy đủ luôn. Cần Nhật bãi nha, cần bãi ha. Rồi thì cây cần này giá 400k nha mọi người, 400k cộng phí ship nha. Đây, cần Nhật bãi ha. Nè. Đầu cùm, đầu bò, đầu nguyên zin hết nè, lăn im gu hết nè mọi người. Nè. Đó. Đây, cần bãi nè. Rồi cây cần này 400.000 nha mọi người, 400k nha. Thì 400k là lời được 120.000 mọi người. Là tại bán là không có bao ship nha mọi người. Cái cây này không bao ship nha. Rồi ở đây đã có cái đầu Mitsubishi T200 mọi người, thì 39 ly nha. Rồi đầu này hơi đã kiểm tra rồi, hơi tốt, ok, đẹp nha mọi người. Thì đầu này thì nó đầy đủ hết nè. Bố còn, mình sang còn, thấy con đầy đủ hết nè mọi người. Đó. Bán về cho mọi người dọn lại xài hoặc là làm đồ cũng được nha. Rồi thì cái này là giá 500k nha mọi người. Là giá cái đầu này 500.000 ha. 500.000 cộng phí ship nha. Đó, ship mấy chục ngàn đó mọi người. Ship thì bưu điện thì rẻ lắm nha, dịch theo cũng rẻ luôn. Nói chung giờ đã ký được đồng giá hết rồi, chỗ nào cũng rẻ hết mọi người. Đó, rồi. Tiếp theo thì đây đã có cái dàn sới nè mọi người. Dàn sới tùm lớn nha. Dàn sới đất nha. Nè. Đây nó có bánh xe nữa nè mọi người. Có bánh xe nè. Rồi đây có con ốc để tăng đưa cao thấp lên trong này ha. Nè, bánh xe bãi luôn nè. Đó. Rất là đẹp nha, tùm nè. Tùm lớn nha. Thì lăn im hết nè mọi người nè. Đây. Đó, còn lăn im gu hết nha. Đó, hoạt động nói chung là bao đại bao hoạt động tốt hết nha mọi người. Đây. Đỡ ngã. Đây mọi người xem nè, còn rất là đẹp nha. Rồi thì cái vàng này đã bán cho mọi người giá 600.000 nha mọi người, 600k cộng phí ship nha. Rồi cục tạ, cục đe của nó còn luôn nè, nó được 3 cục. Nè, bên đây một cục, bên đây một cục, trên này một cục, nó đè nặng xuống mọi người. Nó đè cho này nặng xuống nha. Đó. Không chưa có rửa gì hết nha, rất là đẹp mọi người, liền lạc đẹp lắm nha. Đây mọi người thấy nè, hàng bãi nha mọi người. Đây Nhật bãi luôn ha, nguyên zin nguyên bản nha, lữ vọng đồ đẹp, liềm đẹp hết nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo thì cuối cùng đã có một cái vàng này, là cái vàng sạc cỏ nè mọi người. Vàng sạc cỏ tùm lớn nha. Rồi tay ga còn, tay cầm đây còn luôn ha, tùm mọi người thấy nè. Đó, nguyên bản nha. Rồi thì cái này nó đây mọi người, nó về nó không có cái chân này nha. Thì đại có lên trên để coi thì hồi trước thấy nha, một số người ta bán nè mọi người, thì cái chân nó là nó không phải bánh xe nha, cái chân nó mà có cây đi ra nè mọi người, một cây sắt đi ra gì mà nó bẻ xuống gì nha, nó bẻ lại giống như cái là kêu bằng cái máy xới mình, cái gì ta, cái pallet thôi mọi người, cái gì cái gì quên mẹ rồi, thì cái pallet hay gì đó mọi người. Ừ đó, pallet, đúng rồi, pallet nè, đây nè, đây nè mọi người, cái ga nó vậy thì nó cũng giống vậy đó mọi người. Thì mọi người về cái này chế thêm giùm đại ha. Rồi tum là tum lớn, xài cho máy lớn tum lớn nha mọi người ha. Máy thì từ 36 ly đổ lên là tum lớn. Coi rất là đẹp nha, màu nè, màu nó hơi hồng hồng mọi người, màu nó nhìn ác thiệt. Đây, cái này, cái chỗ này là hướng dẫn cầm tay đây nè mọi người. Có cái bàn tay nè, thấy chưa? Đó. Ở chỗ này nó có còn cái cầm đây nữa nha. Nó cầm cái chỗ này được luôn mọi người ha. Mình coi ốc tán đẹp cực kỳ nha. Cái này là cái dàn sạc cỏ mọi người. Đây cầm đây ha. Nhìn thì cái này nó đây, nó chống dàn cỏ đồ nè mọi người, dàn sình đồ nè. Nó đậy lại đây, hai miếng này nó còn nguyên nha, nó chưa mục luôn nè. Người coi nó đẹp từng con ốc luôn nha. Đó. Rồi, giá con cái dàn sạc cỏ này là 600k nha mọi người. 600k cộng phí ship nha. Thì thấy nó bự bự vậy thôi chứ nó nhẹ nha mọi người, nó không có nặng lắm nha. Thì tiền cước cũng rẻ chứ không mắc đâu ha. Đó. Rồi mọi người coi nè, còn vàng hết mọi người. Thì nó vận chuyển về thì bị bể nha, bể chỗ này một cái với chỗ này là hai cái nha, còn lại là còn nguyên nè. Cái này thì mẻ một chút, cái này cũng gắt một chút. Bãi nó về mà mọi người, như cồng cờ gì mấy cha con vận chuyển dục dữ lắm đó. Rồi thì ngang từ đây qua đây được 8 tấc nha mọi người nè. Mọi người coi nó vàng nè, nó còn vàng vàng tươi hết nha mọi người. Cái này rút ra được nha. Nè. Nè, có chút lưu vết nè mọi người. Tháo rút rời hết.
Trên này cũng gời hết, nói chung là gời hết tất cả nha mọi người. Đó, công dụng mà để sạc cỏ nha. Nè, lưỡi nè mọi người. Thì khi máy chạy nó quay, nó bư tới nó sạc mọi người ha. Bên đây thì nó hơi bị sét hơn nè. Mọi người còn vàng đẹp nè mọi người. Bãi về như là xuất sắc lắm rồi nha mọi người. Đó. Rồi, thì cái vàng này giá 600k cộng phí ship nha mọi người ha. Đó, mọi người coi nè, sơn bọng rất là đẹp luôn nha. Rồi, thì video thì cũng ngắn gọn vậy thôi mọi người. Để chào mọi người ha. À, hẹn mọi người những video tiếp theo nha mọi người. Thì lên được nhiêu giờ thì gom được nhiêu lên nhiêu nha mọi người, tại vì không có làm kịp mọi người nè. Mọi người coi về khui ra nè, bỏ tè lè chân nè. Ba lô này kia em lụm chân ha. Đó, rồi. Thì đã chào mọi người ha.